chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chương trình Ngon và Lành sẽ giúp quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đầu bếp Hoàng Dương. Và ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho chúng ta món ăn nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Xin chào đầu bếp Hoàng Dương. Rồi, chào chị Ngọc, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ngon và Lành ở trên kênh VTC4 nhé. Vâng, ngày hôm nay thì thấy là anh Dương đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu ở đây ạ. Vậy thì anh sẽ giới thiệu tới khán giả của chương trình Ngon và Lành món ăn nào vậy ạ? Để mà trong cái dịp thời tiết như này thì ngày hôm nay thì Dương sẽ mang đến cho quý vị khán giả một món ăn hết sức gần gũi thôi. Đó chính là món salad cá hồi nhé. Cái món cá mà rất là dễ ăn và rất là dễ ăn, dinh dưỡng. Đúng rồi. Đúng không ạ? Rất nhiều omega 3. Vâng, rất là tốt cho người già, trẻ em, đặc biệt là những cái đối tượng mà cần nhiều chất dinh dưỡng hơn, đúng không ạ? Chính xác ạ. Vâng. Chính xác ạ. Cái phần nguyên liệu thì rất là quan trọng. Vâng. Thì để mà lựa chọn được miếng cá hồi ngon ấy thì mình thường ra mình ra siêu thị thì nó có cái tip như này. Mình nhìn thấy miếng cá hồi thì đầu tiên là nó còn đỏ. Đỏ. Đỏ tươi. Và thứ hai nữa nhìn nó còn mọng nước. Tiếp theo nữa là mình ấn vào trong cái phần cá này là nó lẩy lên, có độ đàn hồi. Đó, thì đấy là miếng cá tươi. Còn miếng cá nào mà nó ngả màu, nó nhạt màu rồi ấy, đúng không? Đấy, và mình ấn vào mà nó không lẩy lên, nó độ đàn hồi của nó không còn nữa thì có nghĩa là cái cơ của nó là bị đứt rồi. Mình sẽ để lâu thì là nó sẽ không tươi. Đó. Và như thế thì là ăn cái miếng cá nó sẽ không có cái độ giòn chắc nữa, đúng không? Chính xác, chính xác ạ. Thế còn ngày hôm nay thì nguyên liệu rất là quý này sẽ được anh gia giảm chế biến như thế nào ạ? Dạ vâng, thì trước hết ở đây thì Dương sẽ có một phần cá hồi ở đây được khoảng 150g cá hồi. Đó, cái phần cá hồi này thì Dương đã được muối qua rồi nhá. Thì khi mà Dương mua cá hồi về thì thường là với một cái đầu bếp chuyên nghiệp như Dương ấy, thì Dương sẽ treo nó lên ở bên trong cái tủ ở nhiệt độ được khoảng 2 đến 3 độ. Đấy, treo lên trong cái không gian mà nó mát như thế và nó đối lưu ở một cái quạt gió thì nó sẽ làm cho cái cá hồi này nó sẽ khô hơn một chút. Nó sẽ rút lại. Đúng rồi, nó sẽ rút bớt nước đi. Vâng. Đó, nó sẽ làm cho cái miếng cá hồi, phần cá hồi này của mình nó sẽ dẻo dai hơn. Vâng. Khi mình ăn, vâng, mình sẽ cảm nhận được rằng là nó sẽ không còn những cái nước thừa ở bên trong cái cá hồi nữa. Sau khi treo lên khoảng 12 tiếng thì bắt đầu là Dương dùng một chút muối hạt này và hạt tiêu này. Và muối hạt này, hạt tiêu này và một chút thì là. Đấy, và sau đó thì là kết hợp với lại một chút đường vàng. Đấy, và trộn lẫn với nhau và phủ đều hai mặt của cá hồi. Đấy, và rồi sau đó thì mới phủ một lớp gọi là cái rong biển khô. Xong rồi mới quấn nó lại, quấn thật kỹ nó lại. Mình lại để tiếp ở trong tủ khoảng 12 tiếng nữa. Thì trong cái 12 tiếng này thì là cái nước của con cá hồi này, của miếng cá hồi này, nó sẽ rút ra và nó sẽ thấm vào trong cái miếng những cái rong biển khô. Nó sẽ làm cho cá hồi này thêm phần đậm đà hơn. Và cái cách mà anh Dương làm thì chỉ cần nghe cái cách thôi là quý vị cũng thấy là rất là kỳ công, mặc dù các nguyên liệu anh ướp thì cũng không phải là khó. Đúng rồi ạ. Vâng. Rất là dễ tìm cái kiếm. Quan trọng nhất là biết cách làm để cho cái nguyên liệu của mình nó sẽ ngon hơn. Đi ăn kèm đó là các loại rau củ quả ở đây. Thì ở đây là Dương có một số những cái loại mà những cái quả của cà chua baby này nhá. Thì ở xanh nó cũng có này, cà chua cherry này và cà chua vàng này. Nói chung là tùy, nếu mà quý vị khán giả nếu mà muốn hoặc là thích hoặc là hợp với cái loại cà chua nào thì mình sẽ ăn mà mình sẽ cho vào để mà mình kết hợp với lại cái món cá hồi này. Vâng. Đó. Và cam, cái hương vị của nó rất là mạnh. Đấy, nó vâng, cái mạnh. Và tiếp theo nữa là một chút rau càng cua và một chút rau salad phi dê và một chút rau ngò. Đó là những cái loại rau củ quả mình sẽ kết hợp với lại cái phần cá hồi này để mình cân bằng về vị của nó. Như cá hồi này béo này. Đấy, thì khi ăn vào nó sẽ có cái cảm giác là nó sẽ ngậy và béo. Đấy, để mà cân bằng được với ngậy và béo thì mình sẽ sử dụng với một chút nguyên liệu chua. Đấy, để cho nó cân bằng, âm dương nó cũng có sự cân bằng mà. Để mà cân bằng được với cái cá hồi này thì mình có dùng một số những cái nguyên liệu ở đây để làm nên, đó chính là sốt chanh neo nha các bạn nhé. Và mình lấy cái nước chanh neo, Đức có chanh neo này thôi. Vâng. Đó. Tiếp theo nữa là mình có một chút mù tạc vàng. Cái mù tạc vàng này thì nó sẽ làm cho cái sốt của chúng ta nó sánh hơn và nó có cái thêm cái vị chua của cái mùi tạc, nó sẽ dịu dàng hơn. Cũng ngậy hơn nữa. Đúng rồi, nó sẽ dịu dàng hơn. Và dầu ô liu. Đấy, dầu ô liu thì là cũng vẫn rất là tốt cho sức khỏe, thì mình cũng kết hợp với lại các loại ví dụ như nước chanh neo và mù tạc vàng để làm sao mà cho cái phần nước sốt của mình nó được béo ngậy hơn nhé. Vâng. Thì mình có dùng nước dầu ô liu cũng là một cái thành phần mà rất là quen thuộc trong các món salad, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi ạ. Và một chút mật ong, ở đây thì mình dùng cái mật ong khoái trên hòa bình, và muối và hạt tiêu nhé. Vâng. Đấy.
Vậy thì mình đã có sốt rồi, mình đã có salad rồi, thì để cho cái món ăn nó được phong phú hơn thì mình sẽ có một chút gia vị để ăn kèm nữa, đó chính là đây là trứng, phần trứng cá hồi này, đây là củ cải muối này, cái củ cải đỏ mình muối này, và một chút cà chua sấy. Mình chỉ cần cắt cái quả cà chua ra rồi mình rắc một chút muối tiêu và một chút dầu ô liu lên, và mình cho vào trong cái dầu và mình cho cái vào trong cái nồi chiên không dầu ấy. Mình bật nhiệt độ là khoảng chắc là khoảng tầm khoảng từ 80 cho đến 100 độ thôi, chỉ để nó đủ nóng để nó sấy khô cái quả cái miếng cà chua này. Thì khi mà mình nát nữa mình ăn vào cùng với salad thì nó có cái vị chua mà và nó có cái vị dai dai như ở mứt ấy. Đúng rồi, cái vỏ của nó đây, đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Đó, và một chút hạt hạnh nhân rang ở đây. Đấy, hạt hạnh nhân rang. Rồi bây giờ để bắt đầu với cái món salad này thì trước hết là mình sẽ chuẩn bị về cái phần sốt trước nhé. Bởi vì là mình sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả và chị Ngọc cái cách làm thế nào mà để chúng ta có thể rất dễ dàng để đánh ra một loại sốt dành cho cái món salad cá hồi này. Bởi vì sốt nó gần như kiểu là linh hồn của món salad này. Trước hết là mình sẽ có cái phần dầu ô liu và mù tạc vàng. Rồi mình sẽ cho khoảng một thìa cái mù tạc vàng này vào đây nhé. Sau đó thì mình sẽ dùng cái thìa lớn hơn đổ một cách từ từ vào để mình lấy cái để mình lấy cái độ sánh của cái sốt này. Vâng. Có múc một thìa này đúng không? Đúng rồi, chị cứ múc từ từ rồi chị cho cho em. Từ thôi, đúng không? Đúng rồi ạ. Chị lấy cho em 5 thìa tất cả, một thìa mù tạc thì 5 thìa dầu ô liu, thì em phải đánh vòng tròn. Tức là mình đánh một chiều xuôi theo dòng, vâng, xuôi theo chiều kim đồng hồ của nó. Rồi tiếp theo thì chị có thể múc cho em khoảng 2 thìa nhỏ này mật ong. Tức là mình sẽ phải đánh đều trong quá trình mình dưới thêm các cái gia vị này vào đúng không? Đúng rồi ạ. Nó sẽ không làm cho cái sốt của mình nó bị tách ra. Thì thế nó rất là mịn đúng không ạ? Đấy, nó rất là mịn. Thế độ sánh này. Dạ. Đây cũng là một cái bí quyết rất là hay đấy, tức là mình vừa cho nguyên liệu vào. Vâng, đúng rồi, cái cấu trúc của nó không bị vỡ ra. Cho đây một chút tiêu thì mọi người có thể dùng tiêu đen hoặc là mọi người có thể dùng tiêu trắng nhé. Vâng. Và một chút muối. Tức là cái tiêu mình cho luôn vào từ lúc đánh luôn. Đúng rồi ạ. Và một chút muối vào đây. Cuối cùng là nước cốt chanh neo này ạ. Nước cốt chanh neo nó là một cái hương vị hoa quả, cho nên là nó sẽ làm cho cái sốt của mình nó sẽ tươi mát hơn. Đúng rồi, cái vị nó rất là thơm và đặc trưng đó. Đúng rồi ạ, chị có thể dùng thìa to này. Thìa to. Lên cho chị được khoảng 3 thìa to vào đây ạ. À, tức là mình sẽ dùng khá là nhiều cái sốt chanh neo đúng không? Đúng rồi ạ. Cái màu sắc cũng rất là đẹp. Đúng rồi ạ. Hương thơm nữa. Tức là cái sốt này lúc mà Dương đánh ngay từ ban đầu cho đến cái lúc mà mình đã thêm rất là nhiều nguyên liệu vào thì là cái cấu trúc của nó thay đổi đúng không? Đúng rồi, nó sẽ sệt xong rồi. Đúng rồi ạ. Công thức là như thế, nhưng mà tuy nhiên có thể nào phù hợp với người này nhưng có thể là không phù hợp với lại cái người kia. Cho nên là mình sẽ phải test lại theo cái phong cách của mình. Thế còn cái định lượng của cái nước sốt này thì nó sẽ dùng trong khoảng là một đĩa hay là như thế? À, cái định lượng này thì mình sẽ thường là mình sẽ dùng cho nó khoảng cho khoảng 3 người ăn. 3 người ăn. 3 người ăn nó rơi khoảng 3 tầm khoảng 3 đĩa salad. Dạ vâng. Còn có thể là có những cái người mà thích ăn nhiều sốt. Đấy, bởi vì là những cái loại sốt như này mà chúng ta có thể là ăn kèm với loại salad là cùng với bánh mì nữa. Đấy, hoặc là những cái gì đó hoặc là những cái nguyên liệu gì đó mà nó khô thì chúng ta có thể chấm nó nữa. Dạ vâng. Tức là mình làm một loại sốt này nhưng có thể dùng rất nhiều món. Đúng rồi ạ. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái loại rau này nhá. Rau ở đây thì Dương có một số những loại rau càng cua nhé. Thì mình dùng những cái ngọn của nó này. Những cái ngọn non của nó thì nó vừa mềm mà nó giòn. Cái rau này là thấy nó mọc dại cũng rất là nhiều. Đúng dễ rồi. Trồng đúng không? Rất là dễ trồng ạ. Vâng, đặc biệt là chỗ nào nơi nào mà xứ lạnh thì là nó rất là dễ lên. Vâng. Ở nhà mình thỉnh thoảng cũng thấy nó cũng mọc tự nhiên nó mọc lên thôi. Đúng rồi. Hoàn toàn là mình có thể dùng được đúng không? Vâng ạ. Vâng, loại rau càng cua. Thực ra là mình Việt Nam mình thì là nó ở vùng nhiệt đới, cho nên là về rau củ quả và các loại rau thơm thì nó sẽ rất là phong phú. Đúng rồi. Vâng. Và một chút rau, đây là rau salad Fiji nhé. Dạ. Mà mùa này thì rau cũng đang rất là ngon. Vâng, và thêm một chút nữa đó là cái rau mầm của mình. Mình sẽ dùng một số loại cà chua xanh, một số loại cà chua vàng và loại cà chua cherry ở đây. Cái cà chua này thì cái đặc tính của nó là cái vỏ của nó và cái da của nó giòn hơn các cái loại cà chua khác. Tức là mình ăn sống ngon hơn. Đúng rồi, mình ăn sống là nó sẽ ngon hơn, nó sẽ giòn hơn. Cà chua này thì mình sẽ cắt miếng nhỏ nhỏ ra.
cắt lát rồi. Vâng, cắt lát nhỏ nhỏ ra. Rồi, và sau đó thì phần cam ở đây thì mình sẽ cắt, đầu tiên là mình sẽ cắt bỏ cái loại vỏ của nó đi. Mình chỉ lấy cái phần thịt ở bên trong thôi. Cái loại cam này thì về cái độ chua của nó và cái độ ngọt của nó là nó sẽ được cân bằng. Đó, và cái vị thơm của nó thì là nó đặc trưng. Đúng, rất là thơm. Nó phù hợp với lại những loại rau nữa, cho nên là Dương thường hay sử dụng những loại cam này để mình ăn ăn sống cùng với lại salad. Như thế này thì mình sẽ lấy được cái phần thịt của nó như này. Đó. Cái phần thịt của nó như này thì mình khi mà mình trang, thứ nhất là nó đẹp mắt. Thứ hai là mình ăn nó không bị dai bởi cái gân của cái múi cam này này. Cắt đôi cái phần này ra và mình loại bỏ phần da đi nhé. Vâng, bỏ da đi ạ. Đúng rồi. Tức là cái miếng cá hồi sau khi đục muối nó cũng săn chắc hơn. Đúng rồi, là nó sẽ săn chắc hơn. Đây là anh đang làm để thấm bớt nước đi đúng không? Đúng rồi ạ, dạ. Rồi bước tiếp theo bây giờ mình sẽ cắt cá hồi này ra thành lát nhé, thành lát mỏng. Mình sẽ thái thành những cái lát mỏng như này. Nhưng mà có thể thấy là vì nó tươi nên ra là nhìn các cái thớ thịt nó vẫn rất là chắc và rõ ràng. Dạ. Đến cái công đoạn cuối cùng là mình sẽ trang trí. Trước hết là Dương sẽ sử dụng một cái đĩa sâu lòng. Sau đó thì mình sẽ rải cái phần cá hồi này xuống dưới này. Cho cá hồi vào trước. Cái phần trình bày nó cũng rất là quan trọng cho một cái món ăn đúng không? Đúng rồi ạ. Nó sẽ ngon mắt trước đã. Nhìn cái đĩa đồ ăn thì làm sao mình sẽ có cái sự bài trí, làm sao nó phù hợp về màu sắc, về kết cấu. Rồi sau đó thì mình mới ăn bằng gọi là bằng vị là bằng hương, là bằng mũi. Ngửi đã. Đúng rồi. Và tiếp theo nữa thì là mình cho các cái phần nguyên liệu như cà chua. Nhìn cái cách mà đầu bếp Hoàng Dương làm thì nó giống như là một tác phẩm nghệ thuật đấy. Dạ. Màu sắc, kết cấu, bố cục nữa chứ. Bố cục của món ăn là làm sao mà cho nó hài hòa. Rồi. Sau đó thì mình dùng thìa mình dưới các cái phần sốt này lên đây. Cái sốt này sau khi mình làm mình có cần phải để tủ lạnh không hay là? Dạ có, mình sẽ bảo quản ở bên trong tủ lạnh. Nếu mà ở các bạn để ở trong nhiệt độ của tủ lạnh mà ổn định đồng khoảng 5 độ thì các bạn có thể để bảo quản được 2 tuần. Mình sẽ phải cho vào trong hộp kín đấy. Hộp kín ạ, dạ vâng ạ. Tiếp theo thì mình cho cái phần củ cải muối này lên trên. Những cái thành phần này là theo các bạn trẻ hay gọi là topping ấy đúng không? Topping ấy đúng rồi, chính xác đấy ạ, vâng. Topping rất là topping nhiều. Topping ạ, vâng. Cái củ cải muối này là tại sao nó lại có cái màu rất là đẹp như này? À đây là củ cải đỏ chị ạ. À củ cải đỏ. Cái củ cải đỏ mình sẽ bào nó ra. Nhỏ nhỏ đấy đúng không? Đúng rồi ạ. À. Bây giờ và mình cho một chút cà chua sấy này lên trên này. Cho nên đây một chút trứng cá hồi. Trông như là một bức tranh sắp hoàn thành rồi đấy. Dạ. Và một chút rau ngò. Rồi và tiếp theo nữa thì là Dương có một chút rau càng cua. Và rồi mình cho vào đây một vài cánh hoa. À, hoa này là hoa gì vậy? Dạ đây là hoa violet ạ. Chúng ta cho vào một chút cam ạ. Ừ. Cam mình cũng thái lát mỏng rồi. Đúng rồi ạ. À, cái món này nó sẽ có nhiều những loại hoa củ quả, rau củ quả. Sẽ khi mà chúng ta ăn vào thì chúng ta sẽ có cái cảm giác cái sự cân bằng của béo ngậy của cá hồi và chua đậm đà của nước sốt chanh leo và thanh mát ở những cái rau củ quả đi ăn kèm. Rồi cuối cùng là một chút salad vào đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món salad cá hồi muối nha quý vị nhá. Bây giờ thì đã cho ra một thành phẩm như này và có thể thấy là chỉ nhìn thôi cũng đã rất hấp dẫn rồi đúng không quý vị? Dạ. Xin cảm ơn đầu bếp Hoàng Dương. Dạ. Và hy vọng là quý vị sẽ vào bếp và thử ngay cái món ăn này thì chắc chắn là quý vị sẽ rất hài lòng đấy ạ.